xài cho đã mà tao sẽ cua không đâu. Chồng tức tao nói một đề ta ba này nó người kiếm phải ba kiếm ba chồng xài cho đã. Ôi ôi. Đó vậy đó sáng đó. Chúng tao cần sẽ cua chứ. Sắc vô chút coi, sắc vô chút. Trời nóng hổi. Trời ơi. Trời ơi. Bất ngờ luôn kìa nghe. Thử cái nữa coi. Mới học chưa mới hả? Ai dạ vậy? Anh Lộc. Ai dạ chưa đó Lộc. Cái nữa ơi còn nóng kìa. Còn nóng anh Lộc ơi. Bữa nay anh Lộc phong độ quá. Phải vậy mới được chứ phải chủ động chứ. Về đi. Chứ này mình phải giữ lên ăn về nhà nữa. Bốc hốt dữ vậy dạ. Đang chuyện kia, đang chuyện quay, đang chuyện quay. Đang nói gì vậy trời? Đang chuyện máy mà. Đang. Hỏi giờ là anh thì anh nói gì với bà đi. Đó bây giờ thì em về em nói đi. Nói gì vậy? Em nói gì thôi, gì sao vậy? Nói hai đứa mình sao giờ có thể hàng gắn lại như xưa không? Nói. Anh Lộc. Suy nghĩ. Nói bây giờ là anh cài ngày cài đêm lắm. Đó. Anh mới xuống núi nè. Anh còn nhớ mà cái bài học mới vừa rồi không? Anh có muốn cài không? Dạ thì gặp anh em lại, anh em đồng mạng lại thì cũng thấy vui lắm. Rồi mình gặp thầy thì thấy cũng vui lắm. Rất là vui, vui dữ dằn lắm. Anh chưa Tết chứ bây giờ cái mùa xuân nó còn cái mùa xuân nó nóng nhiệt hơn ta. Đứng xích vô ấy, đứng xích vô. Vô xích vô, xích vô. Người ta vui rồi mình sao đây. Hôm nay chú Cùi được gặp thằng Nga nha. Ủa rồi sao người ta nói vậy? Ờ, vậy đây. Sao đây chú Tiền? Bây giờ ảnh không mở lời đó thì Tiền cứ việc mở lời đi. Thì cho ảnh hy vọng hay là không hy vọng sao đó, cứ việc nói. Mấy ảnh cũng đi bạn vậy thôi. Bạn. Rồi. Vậy mình nói rồi. À, bây giờ ông cứ bớt đi chứ có gì đâu. Còn tới bạn tôi làm vậy. Giận rồi đó. Vậy thôi ok. Thì hai người cũng phải nói rõ ràng cho nó. Rồi trong này ai chồng không đâu. Rồi tới rồi đó. Tới rồi đó. Chốt đen rồi, ông ơi. Con biết rồi đó. Con biết rồi đó. Bây giờ tôi dặn tôi biết sao không? Ai? Giờ có một hàng người rung đùi rồi đó. Hàng rung đùi đó. Trời. Còn giờ bạn bè thôi kìa, bạn bè ngày nào cũng gặp giờ lấy làm gì vậy? Tôi chỉ rồi Lộc. Thì bây giờ ông coi cái tương lai nào mà ông coi cái tương lai nào mà thì ông chọn tương lai nào đó, ông chọn chứ có gì đâu. Thì ai cũng vậy, ai cũng phải chọn nhờ con đường tương lai à. Mà bây giờ nè, trong đứa anh Lộc mới hỏi đó, trong đây là ai là anh sao vậy đó. Giờ chị thẳng đi. Anh chị với hai người thì hai người giải quyết đi. Người nào đưa người ta ra chứ trời. Đâu giờ. Rung đùi đi nha. Chưa. Thôi đừng có lại đặng xe chạy, đừng có lại đứng đây nè. Đứng đây ông con sợ. Bây giờ ông con cái cuộc sống tương lai nào đó thì ông trọng đi chứ có gì đâu. Bây giờ nó kéo dài thời gian làm gì vậy? Trong giấc cây cũng vậy, trong giấc cũng nói đi. Đời mà có cái gì đó. Còn tôi gỡ ra. Chưa rồi ok, có gì đó. Hả, trả thôi. Thôi. Trời ơi, luôn tới lưu hoài cũng vậy rồi, không coi ai đó, không chọn mẹ đi rồi xong. Rồi buồn luôn. Mới ôm một cái. Rồi xong về cái tương lai thôi. Mới ôm một cái là vậy đó. Rồi vậy đi. Xíu đi rồi mới có 5 phút rồi. Trời ơi, đi luôn rồi kẹo cái gì ơi. Trời ơi. Anh vô ta buồn mà nó vô trời. Rồi đi luôn rồi. Con Lộc nữa. Giờ làm gì vậy? Mới làm tụi em bỡ ngỡ hết trơn. Trời ơi. Cũng bán cái bỡ ngỡ hết trơn kìa. Anh có tính nói lại tình xưa không? Thôi bây giờ không có nói chơi, nó muốn làm thì làm nó. Nói chung anh rất muốn. Bây giờ nó nói sọc lắm vậy con thôi, chứ còn gì nữa vậy? Sọc lắm rồi. Anh rất muốn nhưng mà. Đúng rồi, anh Lộc là muốn hạn gắn lại á. Bế bồn rồi luôn rồi. Xong luôn rồi.
Cái chuyện nhỏ thôi, phàn quá rồi, kỷ niệm luôn, giữ là kỷ niệm, ra là thương quá mà giận mà bỏ đi quý vị ơi. Bây giờ ký cho là giàu đó, gã đi rồi vậy coi chứ có gì đâu. Đâu có đó, tiền là tự quyết định ha. Thì quyết định gì giờ đâu, nó muốn trước mắt muốn vậy rồi chứ còn quyết định gì đó vậy. Đó như là kêu anh gâu ghìa gã người khác á. Bây giờ trả lại chiếc khăn ngày nào con lấy chiếc khăn của bả trả lại cho bả luôn. Trả lời em đi ông chiếc khăn này. Có gì đâu, giờ có gã hay gã. Không ngờ tới luôn, thì ra là anh Lộc với con Thương chi tiền rất là nhiều. Cái gì đấy? Đó. Dặn bỏ đi. Cắt cái vụ kia đó. Thuốc lá hả? Thuốc hả? Không muốn nhắn mà nó làm. Anh rất buồn. Tiền, tiền. Hy vọng nó về với nhà với tiền. Chỗ ở là cái nhà mà không? Cảm nhận của ông đó, ông Nam Sùng Kiên tới đâu rồi? À, không biết nữa. Nam Sùng Kiên luôn. Tới công chuyện với anh Lộc rồi nha anh chị. Rồi đó nha. Hỏi thăm Sùng Kiên nữa nha. Ông Nam Sùng Kiên thì bây giờ thấy trong trên mạng thì ông thấy rồi, thấy hai nhỏ mập chuyên tiền vậy đó. Cái với nhỏ bé mình dây, ba vợ đó, bây giờ sắp ba vợ đó. Chúng ba vợ ha. Ừ, mà trong mạng mình thấy không biết con thấy con ngon thì chưa, mình không có thấy. Anh Lộc coi ở đâu hả? Hả? Coi ở đâu thấy? Đâu có trong điện thoại mình hả? Coi mà thấy luôn ha. Ừ. Không có điện thoại hả? Không có điện thoại, nó có đăng lên đó. Nhưng mà anh có đăng lên thêm anh phải hơn năm rồi. Anh phải hơn năm rồi. Thôi bây giờ ông coi chỗ nào giàu không, gã đi đứng, cho nó. Đứng lại anh ha. Sau này nó để cái tấm thân phận đó với nó, bây giờ nó ba sinh mạng đó, hai đứa con với nó là ba người đó. Dặn rồi. Vậy ba bà vợ rồi ba bà mặt hai bà mặt rồi hai bà mặt với bà dây, đứng lại đứng lại chứ, đứng lại 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 đ
Vậy là cái vườn sầu riêng của ông gái không? À, tập trung ông gái. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là ông mượn cái ông mượn cái đó mà ông hù ta. Công an mời ông lên làm rồi đó. Thì bởi vì ông mượn cái mức về vườn đó ông hù ta. Ông gạt đâu đó, tịch đó, nhảy vô liền. Thì chị thấy như con thiêu thân thì nó, con thiêu thân này nó gặp ánh sáng là nó phải nhào vô liền. Là con đấm đớp đớp đó. Thì nói tiền của là nhào vô liền là con thiêu thân vậy thôi. Rồi vậy xong rồi. Chưa nó ngồi. Dạ có chỗ nào dài dài không, gã đi cho nó. Thì sao đi lũi vô trong kia nó hù nó rồi. Thôi nấu gì nấy gì. Bữa nay đem phở đi. Rồi gửi cho tụi em đi ông ơi. Đi hả? Đi luôn rồi, dặn rồi, đi luôn. Dặn mới luôn, mới luôn. Cùng quá. Anh em lại đây cũng cảm ơn vậy thôi. Rồi được rồi. Rồi đi tụi đi quái hả? Anh Lộc và theo anh là ở trong nhóm tụi em ai là sao với chị Tiền nãy nói đó. Nãy anh
Ừ, chỉ coi, chỉ coi đúng không? Trong này nó có cáp ở đêm này rồi chứ đâu. Trời ơi. Đâu, nhìn coi chỉ coi ai đúng không? Thiệt. Tính người là tịnh lắm. Ừ. Tính người tịnh lắm rồi, coi tịnh lắm rồi. Đi ăn cái gì? Thôi đâu có, tôi đâu có ăn, nghỉ cho nó sạch vô. Buổi chiều không ăn, trời ơi, mình ăn muốn nó đâu có sang. Không ăn nó mới sang. Ăn không sang mà không ăn mới sang. Không ăn nó sạch vô. Nhìn như nó sạch vô không? Dạ đúng rồi. Rồi sức đâu mà làm? Đâu có làm nữa đâu. Ta là có cái cách.